Xin chào cả nhà đã trở lại cuộc sống đầy việc với chị Tám Kim Vàng. Hôm nay mình vô bếp nấu món bún bò Huế. Đây là thịt nạm bò, còn ốc giò heo, có biết cạnh đây là hạt điều, ớt em làm sa tế ớt, đây là sả thỏi mình đã bằm sẵn, còn đây là cái con tôm khô mình ngâm này mình xay nhuyễn để mình làm cái nước bún bò Huế nha cả nhà ha. Mình đang chuẩn bị nấu nước sôi luộc bún. Bên này thì mình hầm một nồi nước xương gà cho nó ngọt nước với cọng xương gà đó cả nhà. Mình mua xương gà đi rất rẻ, mình nấu để mình lấy cái nước dùng nước ngọt. Cái phần bún bò Huế mình đang chuẩn bị nấu nước sôi bún bò Huế, mình chuẩn bị làm để mời cả nhà theo mình việc cùng mình làm bếp nha. Chuẩn bị đi vào cái món bên kia mình nấu nước dùng, chuẩn bị nấu. Giờ mình chờ trụng nước hầm xương cho nó mềm xong rồi mà đầu mình sẽ nấu nó hầm giò. Giò heo mình đã luộc sơ qua hết rồi các nhà, giờ mình sẽ để vô mình hầm để mình chuẩn bị nấu món bún bò Huế. Mình có hầm một nồi nước xương gà kia để cho nước nó ngọt, rồi là mình hầm giò heo hầm chút hồi hồ cho nó mềm rồi xong rồi nó để kia vô. Cái táo cho heo xong mình cho hai tép gừng vào nữa các bạn, rồi thêm một cái nhánh sả nè, sả mình ấy đập dập nè để cho nó thơm cái nồi nước này của mình. Bên đây mình đang bắt cái nước để mình trụng bò, trụng miếng bò này nè, nạm bò vô xong mình sẽ đi làm cái món xào sa ớt sa tế để mình để vô bún bò Huế. Phần bún rau giá mình đã luộc làm xong rồi cái này, những cái khâu này ai cũng biết hết á, cho nên mình không có cần phải quay lại nó mất cái thời gian công đoạn của cả nhà. Thì cả nhà ăn thì mình phải món bún bò Huế thì phải có giá, có rau muống ha. Còn đây là mình mua cái cọng bún bò Huế nó hơi to. Để chuẩn bị mình luộc bún bò xong thì mình sẽ xào cái món ớt sa tế rồi vô để mình để vô trong bún bò Huế. Giờ mình sẽ cho cái phần bò nạm vào. Bò nạm bên đây nó không có để nguyên bệnh nữa nha, nó cắt cộng cộng giống như con sườn ấy. Cho nên giờ mình mua thì nó rời ra từ cộng rồi. Mình phải bó lại vậy đó. Mình luộc xong mình lấy từ cộng rồi mình sắc, chứ bây giờ nó không có nguyên miếng như giống như bên Việt Nam mình. Bên đây là nó sắc cộng ra cộng cộng ra vậy nè. Giờ nó rời ra vậy nè. Bò nạm đó mình để vô gì mình nấu đi, hồi mình sẽ vớt nó ra để ra mình sắc. Mình quên nữa, bây giờ mình cho thêm cái nửa cái thơm vào. Nãy giờ mình quên thơm đỡ bên kia mà cũng quên, nửa thơm vào
cho nó ngon. Nấm bột với hầm cho có thơm. Hầm cho nó mà cái phần bò nó mềm xong rồi. Cái này nó xúc cho hết rồi thôi. Mình cộng ra để mình xắt chứ bột nó chẳng dính gì đâu. Mình để cái cộng rồi mình cái phần này nạm cái này. Nạm một cái miếng không có mình phải lấy từ miếng mình bò thì nó mau chín chút mình lấy xong mình canh mình dớt rồi. Cái giò heo hầm thì hơi lâu rồi. Nó cái cơ hành vô đồn để chưa tập trung với thiếu này thiếu kia không cả cho hầm cái nồi nước cho ngon. Giờ mình chuẩn bị xào ớt sa tế đúng không? Giờ mình xào ớt. Nhà mình thường có hũ ớt sa tế nó hết rồi. Cái món này phải xào ớt sa tế nha. Bây giờ mình thắng dầu điều nha cả nhà. Thắng dầu điều là mình xào cái món xả ớt sa tế nha. Xả tỏi rồi để mình để vô trong cái bún bò Huế. Thì dầu điều á cả nhà thắng không muốn cho nó ấy găm á nổ thì cái nhà phải để vô cái dầu nguội, để dầu nguội rồi từ từ mình mở cho nó thấm cái hột điều nó nở ra nó mềm rồi cái mình mở lửa lên thì cái hột điều nó không bị khô nó không bị nổ. Đó là cách làm của mình không có cho dầu điều nó găm. Còn nếu cái nhà mà để dầu điều cái mở lửa lên thì nó nóng á, cái sức nóng cái hột điều nó khô á. Hột dầu điều nó khô thì nó sẽ bị nổ thì nó sẽ văng tùm lum bếp mình hết. Nên mình để dầu vô trước nha cả nhà. Mình để lửa nhỏ thôi. Để dầu vô rồi mình cho hột dầu điều vô. Hột dầu vô khi mà nó đã nó nở rồi đó. Thì cái mình cho cái giờ là mình xúc cái hột điều ra. Cái món giờ cái bên đây cái nồi nước mình nó sôi rồi nè, mình sẽ cho một muỗng muối nha, một chút muối vào và mình sẽ cho khoảng chút đường phèn vào nha cái này, khoảng chút đường phèn, muối với đường phèn vô để cho cái nước lèo nó thấm nó ngon. Phần dầu điều mình thắng xong rồi cả nhà, giờ mình sẽ cho vào, mình cho dầu điều vào để mình xào cái món xả ớt sa tế đây. Đáng lẽ là mình phải so cái ớt sa tế rồi vô, nhưng mà vì cháu mình ăn cay không được cho nên mình chỉ ra để ít thôi. Thì cả nhà cảm thấy không nhiều thì cho nhiều nha, mình chỉ cho chút xíu thôi cho nó thơm ngon chứ mình không có để nhiều được. Giờ mình sẽ cho xả vô, tỏi vô để mình tiếp tục xào cái món ớt sa tế nè. Món bún bò Huế sau khi xả tỏi nó thơm nó vàng là mình sẽ cho cái phần tôm khô vô. Tôm mình cháy á, tôm khô mình ấy mình xào vô. Dầu thì mình sẽ cho thêm miếng dầu nữa. Mình sau khi cho cái phần ruốc này vào rồi mình sẽ cho nước cho miếng tôm vào, xào nó lên. Đó, hơi ổn cho cái nhà không cảm nha. Mùi nó hồng quá, bay đại nha. Mình
thường. Chín quá, cái này bò nạm nó ra mau chín mà vớt cái phần bò nạm này ra, khi nào mình ăn mình sẽ sắc, phần bò nó mau mềm mà nó chín là nó thơm lắm, bò nạm vớt nó ra ha, chỉ hầm cái phần là heo thôi, vớt ba cái phần bò ra hết. Sau khi mình đã vớt cái phần bò ra rồi thì mình cho cái nước dùng vào thêm cho nó đủ cái lượng nước mình ăn cái này. Mình có hầm thêm cái nước xương gà riêng để cho nó đầy cái nồi nước của mình. Mình lấy cái phần nước này này mình đã cho, sau khi mình lấy xong thì mình sẽ lấy cái mình bắt đầu mình mới nêm nếm lại như cái nhà ha. Để chủ yếu là cho cái phần giò này nó mềm đi. Mình coi cái phần giò này nó mềm chưa. Tiến hành mình nêm nếm lại là vừa rồi. Mình thử coi cái phần thịt nó đã mềm chưa. Nãy giờ là sôi một chút rồi nó mềm rồi, mình sẽ vớt ra luôn. Mình để đó. Thì bún bò Huế thì nó phải có cay, nhưng mà mình nấu cho con nhà có con nít đó, cho nên mình không có để cay nhiều như cái nhà. Cái ngày ăn thì mình nêm thêm, còn cái nước này là sau khi mình hầm cái mò cái xương heo nó mềm rồi đó, cái gia vị mình xào nãy đó mình sẽ vớt ra, mình sẽ để vô mình nêm nếm cái nước lèo lại, rồi còn một miếng thì mình để khi nào mình ăn á mình cảm thấy nó lạc lẹt lạc thì mình nêm lại cả nhà ha. Rồi sau khi cái nước lèo mình đã tới đây nè cả nhà, giờ mình sẽ vớt cái phần mấy cái vớt củ hành rồi ra, cái này nó đã chín rụt nó ra nước đó rồi, ra cái nước ngọt thôi, gà thơm nữa, mình sẽ vớt ra hết. Những cái gia vị mình sẽ vớt ra hết luôn nha. Thì cái phần giò heo mình nó đã mềm mà. Mình sẽ vớt cái phần giò heo này ra, ngâm vào nước để đây khi nào mình ăn thì mình sẽ để vào. Bắt đầu mình tiến hành nêm nếm cái nước dùng của mình ha. Đây, cái phần này mình vớt ra hết. Để mình lấy cái nồi nước thôi, đặng mình nêm. Cái nhà rất là ngon luôn. Cái heo mình ngon quá. Rồi sau cùng mình cho hết cái phần nước dùng của mình hồi nãy còn lại nè, cái phần nước dùng đó. Mình đã nấu á, mình là xương gà đó, mình cho hết vào luôn cái nhà ha. Rồi cho nó sôi lên đi là mình sẽ tiến hành nêm nếm lại. Rồi, phần nước lèo nó sôi rồi mình sẽ cho một cái phần hồi nãy mình xào xả ớt với sa tế rồi với ấy giờ nồi nước lèo nha cả nhà ha. Rồi, mình chừa lại khoảng một miếng để một hồi mình ăn đấy. Nào mình ăn thì mình sẽ nêm nếm vào. Đó. Rồi, đó là cái phần nước lèo của mình đây.
cho thêm cái phần nước vô đây tại vì nó ít nước. Cái phần mứt bèo của mình gia vị đầy đủ rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành nêm nếm đây nha. Thì cái phần nước thì nó đã vừa nước gia vị của bún bầu Huế nè nha cả nhà. Mình để vô thêm, còn ở nhà mình làm với thành phần của mình là riêng cho nó đậm đà hơn. Đó, thì mình tiến hành sẽ để thêm cái này vô để cho nó vừa ăn rồi mình khỏi nêm. Nhưng mà mình thấy cái mùi nó không được. Mình định để nguyên cái gói cái nước gia vị bún bò Huế vào nhưng mà sao mình thử nó có cái mùi kỳ quá cả nhà ơi, thôi mình không để. Thế là mình bỏ cái gói đó chứ mình không lấy, tại vì nó có cái mùi kỳ quá, sợ hư cái nồi nước của mình. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ống nước vào đây. Rồi mình sẽ tiến hành nêm nếm theo khẩu vị của mình lại, theo gia đình mình hết cả nhà ha. Rồi mình sẽ thêm lại. Rồi thì sao? Hơi lạc thì mình sẽ nêm nếm muối được một lần nha cả nhà. Sẽ cho một muỗng muối nữa. Ủa thì làm ra như thế nào? Không sai nha cô. Giờ mình sẽ cho một tí một bùn phèn vào nữa. Hồi nãy thì mình khi mình hầm vào heo mình cũng có cho mấy bùn phèn muối như thế này. Mình chưa có cho bột ngọt thì giờ mình sẽ tiến hành nêm nếm bột nêm vào đây. Thêm hai muỗng nêm nữa. Hành nó cũng mất lèo cũng đã sâu lên rồi, mình không có cần nhóm lửa mạnh nữa nha. Cơm nó lên bột thì mình chỉ tiến hành hết bột nha. Sau khi mình nêm nếm lại rồi thì mình sẽ dặn cách mình để tôm khô xay xào vô trong cái gia vị xào ớt rất là ngon nha. Bây giờ mình chấm nêm nếm là cho vừa ăn, còn mình nêm vô tô một tí mình ăn khi nó nước mình cho nó đậm đà ha cả nhà ha. Giờ nồi bún bò Huế mình đã xong rồi cả nhà ơi. Đây là cho heo mình luộc mình vớt để ngoài, chừng nào mình ăn sẽ để vô. Gà giá mình chuẩn bị xong và chiều mình sẽ ăn. Thì cả nhà mình cũng tìm tòi và hiểu được tại sao người ta nấu cái nồi bún bò Huế nó đậm đặc mà thơm một cái mùi vị mà mình không có tra ra được. Hôm nay mình phát hiện ra là khi mình nấu bún riêu mình có để cái tôm khô á cả nhà, thì cái riêu cua, cái tôm cua cua đó nó có cái mùi vị rất là ngon. Thế là bắt đầu mình suy nghĩ ra hay là cái món này mình sẽ là để tôm khô vô, nhưng mà mình không có để trong nước mình nấu nha cả nhà. Mình sẽ xào đặc trưng với cái gia vị này, xả ớt tỏi này rồi mình để vô mình nêm thì cái nồi bún bò Huế mình nó rất là nồng nàn, nó thơm ngon hơn không có đấy. Nó rất là đặc biệt luôn, nó thơm mà ngon. Bởi tại sao mình ra quán mình ăn á, cái bí quyết của người ta đó mình không có tìm hiểu được. Khi bây giờ mình ăn mình cảm thấy nó thiếu một cái vị gì mà mình không có tìm ra được. Hôm nay mình mới phát hiện ra. Thì hôm trước là mình lúc trước mình nấu bún riêu á thì nó có mùi đặc trưng của bún riêu rất ngon. Nhưng mà tại sao cái nồi bún bò Huế mình nấu hoài nó không ra được cái mùi vị giống như ở Việt Nam. Thì hôm nay mình đã tìm tòi ra được thì mình cũng chia sẻ lại cho cả nhà ha. Cái cách của mình là mình làm cái con tôm khô mình xay nhuyễn rồi mình xào với xả tỏi ớt rồi mình cho vào nồi bún bò Huế thì nó sẽ ra một cái màu đặc trưng rất là ngon nha cả nhà. Nếu mà cả nhà nào thích ăn thì làm thử công thức của mình, chia sẻ thử coi sẽ cảm giác như thế nào cái mùi vị của bún bò Huế nha cả nhà. Thì hôm nay mình phát hiện được là mình nấu được nồi bún bò Huế rất là ngon. Mong cả nhà thích thì hãy làm theo như mình nha. Cái này là cách của mình chứ không phải là cách của chuyên gia gì nấu nướng.
mình chỉ làm theo cách suy nghĩ mình, và mình đã nấu ra được một nồi bún bò Huế rất là ngon, thơm mà ngon, đặc biệt đặc trưng cái mùi bún bò Huế luôn nha cả nhà. Thì mình làm đã xong công đoạn thì chừng nào mình ăn trình bày với cả nhà nha. Mình ra to bún bò Huế cả nhà ơi, mình múc ra to nha. Bún bò Huế cho mình được. Mà cái nhà ăn bún bò Huế này. Má, mà cả nhà ăn bún bò Huế với mình nha cả nhà ơi. Mà cầu bún bò Huế với mình đã hoàn thành. Nhà thưởng thức nha. Nhà thịt bò. Nhà chả. Nhà heo. Chào ông bà cô chú. Con chào ông bà con chú. Mời ông bà cô chú. Mời ông bà con chú. Ăn. Với con ăn mì. Ăn mì. Bún. Bún. Bò Huế. Bò Huế. Con ngồi để chân xuống rồi con làm gì, ngồi chùm hổm đi. Không đẹp gì trơn. Nè, thấy mấy nè. Xin chào ông bà đi con. Xin chào ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn bún bò Huế với con. Mời ông bà cô chú ăn bún bò Huế với con. Rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ngài ăn bún bò Huế cả nhà ơi. Dạ chú con chơi dân được số tuần tiểu. Dạ chú ăn bún bò Huế nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã trở lại cuộc sống này gì của dì Tám Liên Vàng á. Bây giờ mình nấu bún bò Huế xong rồi, hôm nay bắt đầu mình ăn nha cả nhà. Ngày nay tối rồi. Cái bụng mình nấu từ trưa tới giờ. Rồi này mình mới ăn ha. Rồi mời ông bà cô chú ăn với mình, anh chị em cô bác ha. Con cháu ăn bún bò Huế nha. Hôm nay bún Huế tự mình nấu. Lên đây là ăn, tự ăn là phải nấu. Nay mình nấu đậm đà hương vị bún bò Huế. Hương vị đậm đà nha cả nhà. Rất tuyệt vời. Ăn, lo ăn à. An Jin. Đây là bị đổ đá lũ, hay là cần trọng, cần trọng, trọng cái, chắc là 10 năm để yêu xí. Mà cháu ngượng to.
ngon không? Cháu mình cũng to. Ăn kia ăn không? Tí, nó ăn đi, nó ngọt coi tivi không à? À ba ăn. Coi tivi vừa ăn nó vừa coi tivi thế nè. Máu uống mùi ấy mình có chia sẻ kênh video cả nhà, cả nhà có thể ra về nấu thử cho gia đình mình ăn ha, nó cũng đơn giản không có gì khó. À, bữa nay mình nấu ra được cái món bánh quế này, đặc trưng luôn rồi. Gần khi mình nấu nó làm cho nó có mùi gì, có cái gì. Nay mình tìm tòi ra mình nấu ra được cái này, đúng cái chuẩn của uống mũi luôn. Trời bữa nay trời vô hơi lạnh lạnh hay xa lạnh mà tiếp vô thu mà nó lạnh lạnh. Chào bà chú ha. Đi ra bà chú. Cháu ăn. Thích nước rồi con à.你要出去帮忙拿一下垃圾桶来好不好？给你看两个。就是你说的哦。你可以看两个啊。开心吗？啊，你不能啊。短片超过两分钟就是。短片不超过两分钟。Cái vị này nè nó ngon, cái nhà làm nấu kiên như mình ha. Thì có cái cơ bún bò Huế đặc trưng của mùi vị bún bò Huế ở Việt Nam này.
Sinh hoạt gia đình mình hôm nay thế là xong cái này ơi. Hôm nay nhà mình nấu món bún đồ Huế ăn. Tiện ơi là xong buổi chiều. Đây nhà con cháu mình đi buổi chiều có nhà. Nhà mình cũng mới ăn xong. Mình xin kết thúc video đây, hẹn cả nhà video sau nha. Nếu mình cuộc sống mình như thế nào, mình có đi đâu hay làm thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Chào cả nhà, bà cô chú đi đâu? Tạm biệt. Tạm biệt bà cô chú đi. Tạm biệt anh bà cô chú. Em đi đâu sao? Em đi đâu sao? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yeah. Cháu mình đi ăn nó gì xem tivi. Mình ăn xong rồi đi. Ngày sinh hoạt của gia đình mình đó. Đã xong rồi.